Rạng sáng ngày 15 tháng 7, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra quán karaoke The Moon trên đường Huỳnh Tấn Phát. Qua kiểm tra, công an đã lập biên bản đưa 23 người khách, chủ quán và 5 nhân viên của quán karaoke này về trụ sở làm việc. Kiểm tra cho thấy tổng cộng 22 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 nhân viên của quán và 19 khách. Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý Âu Quang Hiển, chủ quán karaoke The Moon về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, cơ sở này thường hoạt động từ 23 giờ đêm tới rạng sáng hôm sau. Quán không tiếp khách lạ, chỉ khách quen biết và phải đặt chỗ trước. Khi khách có nhu cầu thì nhân viên của quán sẽ mua giúp ma túy và chuẩn bị sẵn dụng cụ cho khách đến sử dụng.